Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu đã tham nhũng như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, vụ án Trần Dụ Châu là vụ án tham nhũng nổi tiếng những năm 50 của thế kỷ trước. Vụ án này được nhà báo Hồng Hà viết lại trong loạt bài phóng sự điều tra đăng 6 kỳ trên báo Cứu Quốc. Đây là bản án tử hình vì tội tham nhũng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy vụ án này đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Điều thú vị là vụ án được khởi sự do một nhà thơ đã dũng cảm viết thư tố cáo nhân vật Trần Dụ Châu, nguyên đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên cục trưởng cục quân nhu, gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ bằng chứng đó mà người đã chỉ đạo quyết liệt việc xét xử vụ án này, kiên quyết bác bỏ đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu và bản án tử hình được thi hành ngay sau ngày xử án. Trần Dụ Châu là ai? Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại Nghệ An. Năm 1930, làm thư ký cho tòa sứ Pháp, viết bài cho báo Thanh Nghệ Tĩnh. Năm 1932, Châu làm nhân viên hỏa xa. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương tháng 3 năm 1945, Châu được cử làm trưởng phòng kế toán hỏa xa Bắc Trung Kỳ. Nhớ quen biết người Nhật Bản, Châu lấy được một kho vải ở huyện Đức Phong, bán đi, có tiền, tậu một biệt thự ở Đà Lạt. Cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, Châu hiến cho nhà nước một phần tài sản của mình, rồi hoạt động trong Ủy ban Công sở Nha Hỏa Xa, Việt Nam và Hội Công nhân Cứu Quốc Hỏa Xa. Ngày toàn quốc kháng chiến, Châu ra Bắc, được giao việc chạy một kho hàng lớn hơn 1.000 tấn gạo, muối ở Vân Đình, Hà Đông đưa lên Việt Bắc cho bộ đội. Là người tháo vát, năng động, có đầu óc kinh doanh, Châu được vào làm ở Cục Quân Nhu. Sau một thời gian làm tốt việc cung cấp lương thực, trang bị cho bộ đội, Châu được phong tặng quân hàm đại tá, làm giám đốc nha quân nhu. Lúc đó, cục quân nhu chỉ phụ trách việc quản lý, quản trị, còn nha quân nhu mới có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất quân trang, quân dụng. Có địa vị cao, quyền hành rộng, nắm trong tay hàng trăm vạn đồng, cơ chế kiểm tra, kiểm soát lại lỏng lẻo, không biết tự kiềm chế, Châu đi dần vào con đường sa ngã. Châu lấy cắp của công quỹ một số tiền lớn, 57.959 đồng Việt Nam, 149 đô la Mỹ, các tài sản khác trị giá 143.900 đồng Việt Nam. Giá gạo ở Thái Nguyên, Bắc Cạn năm 1950 là 50 đồng 1 kg, còn chiến sĩ ta mỗi ngày chỉ được cấp vài lạng gạo và hơn 10 đồng tiền thức ăn. Ngoài ra, Châu còn nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền, độc đoán, sống sa đọa, đồi trụy. Ủy ban tiếp liệu thu đông 49, các kho số 1, 4, 10 thường xuyên nộp cho Châu tiền tiêu, rượu, đồ hộp, hải sản khô, thuốc lá, quần áo, chăn len. Tuyển người, thải người theo sở thích cá nhân, vung tiền bao gái. Có lần dùng ô tô công để đưa gái đi chơi ở Bắc Cạn. Châu gian díu với một nữ nhân viên xinh đẹp, bổ nhiệm làm bí thư văn phòng của nha, làm việc cùng buồng, ăn ở cùng nhà với Châu. Các cán bộ điều tra có trong tay cuốn nhật ký của nữ bí thư văn phòng cùng gần 100 kiểu ảnh lãng mạn chụp cùng với Châu. Giữa lúc nữ bí thư đi dự lớp huấn luyện thì Châu đưa từ Phú Thọ về cơ quan một cô gái, giới thiệu là em nuôi, suốt ngày ở trong buồng riêng của Châu. Nữ bí thư từ lớp học về bất chợt bắt gặp và đã xảy ra một cuộc đánh ghen ầm ĩ. Tiếng tăm ăn chơi của Châu nổi như cồn ở Hanh Cù, Phú Thọ, một thị trấn sầm uất. Tối đến cả đường phố dài rực sáng ánh đèn măng sông với nhiều hiệu ăn sang trọng và cửa hàng đầy ắp hàng tiêu dùng nước ngoài. Mỗi lần về công tác ở Liên Khu 10, gồm các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Châu đều đưa bạn bè đến chè chén ở đây, nhất là ở nhà hàng Ba Đình. Cũng tại thị trấn này, Châu tổ chức đám cưới cho Bùi Minh Chân, cán bộ cấp dưới đặc biệt thân cận của Trần Dụ Châu, tiêu tốn hàng vạn đồng. Báo Cứu Quốc đã có bài phê bình kịch liệt đám cưới này mà nhân dân Phú Thọ thì nói rằng đã làm váng đục cả một khúc sông Thao. Chính từ thị trấn Hanh Cù đã bắt đầu có những bức thư tố cáo Trần Dụ Châu gửi đến các cơ quan có liên quan. Móc ngoặc tham nhũng để xa hoa hưởng thụ. Tay chân đắc lực nhất của Châu là Lê Sĩ Cửu, sinh tại một tỉnh miền Trung, kém Châu 10 tuổi. Cửu mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi, năm 12 tuổi thì hắn ra Móng Cái, đi làm cho một nhà buôn Hoa Kiều, lớn lên tham gia buôn thuốc viện lậu trên đường Móng Cái, Hải Phòng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Cửu trở về miền Trung và làm công an, nhưng được ít lâu thì bị đuổi, liền quay ra Bắc. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ,
Cửu gặp và được Châu giới thiệu vào làm ban vận tải quân giới. Một thời gian sau lại bị đuổi việc, Cửu lần mò lên Cao Bằng kiếm ăn. Tại đây, tháng 8 năm 1947, gặp lại Châu, Cửu được Châu đưa vào cục quân nhu, làm nhân viên tiếp liệu ở Cao Bằng. Vừa xa nhà, vừa được Châu che chở, Cửu lộng hành làm bậy, lấy cắp tiền công, ăn tiêu bừa bãi, thường xuyên lui tới các nhà hàng, tiệm hút vùng Cao Bằng. Nghe được nhiều tiếng xấu về Cửu, Châu vội rút Cửu về nha, lập ra một tổ chức mới gọi là Ban Thế Phẩm Đay, giao cho Cửu làm trưởng ban. Châu tuyên truyền ầm ĩ rằng ban này lo các đồ mặc mùa đông cho bộ đội. Từ nay các chiến sĩ ta không phải lo đến cái rét ở rừng núi nữa. Nhưng đây chỉ là một mánh khóe tham ô của Châu. Lấy 3/4 số tiền cấp trên phát cho Ban Thế Phẩm Đay, Châu giao cho Cửu đi buôn lậu. Lê Sĩ Cửu khai trước ban kiểm tra của Bộ Quốc phòng. Mỗi khi đi mua vải về cho ban thế phẩm, Cửu cho tăng giá thêm từ 20 đến 25 đồng mỗi tấm để lấy tiền đút túi. Trong một chuyến mua vải mộc và vải diềm bâu, Cửu lấy được 50 vạn đồng. Khi xuất kho vải giao cho cơ sở nhuộm, Cửu chỉ tính số tấm, không tính số vuông, cho xẻ đôi những tấm vải dài để nhuộm. Khi nhận về kho, số vải đã nhuộm, rồi ra 1.225 tấm vải, bỏ túi riêng được 66 vạn đồng. Người bán vải giao hàng tận kho, không tính tiền vận chuyển. Nhưng Cửu lại tính, ban phải trả phí vận chuyển. Khi nhà thầu lĩnh hàng thì phải cung cấp đầy đủ khuy cúc. Nhưng Cửu tính với ban tiền khuy cúc riêng. Với hai thủ đoạn trên, Cửu cũng lấy được 4 vạn đồng. Cửu cho khắc một con dấu giống dấu của nha quân nhu để cấp cho một số người buôn lậu, mỗi lần được 2 vạn đồng. Cửu giàu lên nhanh chóng, ăn chơi sa đọa, sắm được một chiếc thuyền đẹp để gia đình du ngoạn và tổ chức những cuộc dạ hội trên sông. Cửu hối lộ đều đặn theo từng vụ cho Châu, tổng cộng khoảng 40 vạn đồng và nhiều tài sản có giá trị. Trong nhà, cán bộ nhân viên gọi Châu là Châu Hổ, sợ Châu như cọp. Một số cán bộ, đảng viên trong nhà không chịu để Châu lôi kéo đã mạnh dạn phê bình Châu. Có người do nói thẳng đã bị Châu đẩy khỏi cơ quan. Những điều tiếng xấu về Châu ngày càng nhiều. Châu gọi đó là những câu chuyện hàm hồ, soi mói vì ghen ghét. Tối ngày 27 tháng 5 năm 1950, Châu gọi một nhân viên tay sai đến nhà cho uống rượu ăn cơm. Rồi Châu đọc cho nhân viên đó viết một bức thư gửi đại tướng tổng tư lệnh, báo cáo rằng trong nhà quân nhu có một tổ chức gây chia rẽ và phá hoại quân đội ta. Nghe tin Cửu bị bắt, Châu chạy đến cục quân pháp để minh oan, xin cho Cửu tự do. Châu còn báo cáo với Bộ Quốc phòng, tôi xin cam đoan nhân viên Lê Sĩ Cửu không ăn cắp một xu nhỏ. Bộ bác đơn của Châu. Có điều, cái xấu không thể che đậy được mãi, cho đến khi Châu đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới của Bùi Minh Trần. Một đám cưới sang trọng mang phong cách quý tộc của châu Âu. Không gian cưới lung linh bởi cả trăm ngọn nến. Cỗ bàn toàn những thứ cao sang, từ thực phẩm đến đồ uống, đồ hút đều là những thứ nổi tiếng của cả ta và Tây. Cặp uyên ương trong trang phục sang trọng như giới thượng lưu, có cả ban nhạc sống nổi tiếng về phục vụ. Đám cưới được tổ chức trên vùng đất Việt Bắc, nơi người dân còn quá nghèo và lạc hậu, nơi người lính đang thiếu thốn trăm bề. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội khóa 1 làm việc trong tòa soạn tạp chí Văn Nghệ, là khách mời của đám cưới. Khi ông cùng với đoàn nhà văn vừa đi thăm và úy lạo các đơn vị bộ đội đánh giặc trở về, tận mắt thấy các chiến sĩ bị thương mà thiếu thuốc men, bông băng và hầu hết họ đều rách dưới, võ vàng đói khát, chỉ còn mắt với răng, trong khi mùa đông năm đó băng giá. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ được Trần Dụ Châu mời đọc thơ chúc mừng đám cưới. Ông đã đứng lên nói to, bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương máu của chiến sĩ. Rồi ông đã bỏ đám cưới ra về, và sau đó viết một bức thư gửi cho Hồ Chủ tịch tố cáo vụ việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Kiểm tra Trung ương, Cục Tổng Thanh tra Quân đội thành lập ngay đoàn thanh tra để làm rõ. Đoàn thanh tra do Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó Tổng Thanh tra Quân đội làm trưởng đoàn. Quân pháp nghiêm minh. Đoàn đã tiến hành điều tra, xét hỏi, gặp gỡ nhiều nhân chứng, nghiên cứu tài liệu để thu thập chứng cứ. Đối tượng là một cán bộ cao cấp có cương vị và đang giữ trọng trách trong quân đội, lại lắm thủ đoạn, khôn khéo, biết che đậy, nên đoàn thanh tra phải làm việc hết sức thận trọng. Sau gần 2 tháng thanh tra, điều tra, đoàn thanh tra đã có những chứng cứ đầy đủ về tội trạng của Trần Dụ Châu, Lê Sĩ Cửu và đồng bọn. Lê Sĩ Cửu khai với ban kiểm tra. Những tội lỗi của tôi kể trên, một phần do Đại tá Châu xúi dục. Sở dĩ tôi làm như vậy vì tôi yên chí rằng đã có Đại tá Châu bênh vực, mọi việc không sợ gì cả.
Đến lượt Trần Dụ Châu cũng thú nhận trước ban kiểm tra. Tôi quả là người không liêm khiết. Cán bộ kiểm tra hỏi Châu: đã lấy của Lê Sĩ Cửu những gì? Châu trả lời: tôi lấy nhiều lắm, tôi không thể nhớ là bao nhiêu, nhưng lần nào Cửu đến tôi thì cũng có ít nhiều tiền đưa tôi. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt xử vụ Trần Dụ Châu. Trang vào ngoài tòa chật ních người. Cửa vào phòng xử án có một bảng khẩu hiệu nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội. Trong phòng xử, trên tường đối diện nhau có hai khẩu hiệu: quân pháp vô thân và trừng trị để giáo huấn. Đúng 8 giờ, đại diện chính phủ, quân đội và tòa án binh tối cao tới. Đi giữa hàng rào bộ đội bấm súng. Tiếng gọi các bị cáo vang trong phòng họp. Bị cáo Lê Sĩ Cửu vắng mặt vì ốm nặng. Thiếu tướng tranh án hỏi các bị cáo. Trần Dụ Châu bước ra trước vành móng ngựa, nói nhiều về những công lao và thành tích cách mạng của mình, cho rằng do nhân viên làm bậy là chính mà mình không kiểm soát được. Thiếu tướng công cáo ủy viên, đại diện chính phủ đứng lên đọc bản cáo trạng. Bản án mà tòa sắp tuyên bố đây phải là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người. Nó sẽ làm cho lòng công phẫn của nhân dân được thỏa mãn, làm cho nhân dân thêm tin tưởng, nỗ lực, hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà. Vì vậy, tôi yêu cầu tòa xử phạt 1. Trần Dụ Châu, tử hình. 2. Tịch thu 3/4 tài sản. 3. Tịch thu những tăng vật hối lộ trái phép. 4. Phạt tiền gấp đôi những tăng vật hối lộ và biển thủ. Trần Dụ Châu tái mặt, cất giọng yếu ớt xin tòa tha thứ. Thiếu tướng tranh án tuyên bố tòa nghỉ để họp kín. 15 phút sau, tòa trở ra tiếp tục họp. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc công lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh trước quân hàm đại tá của Trần Dụ Châu. Thiếu tướng tranh án đứng lên tuyên án: Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tử hình, tịch thu 3/4 tài sản. Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn lậu, giả mạo giấy tờ, tử hình vắng mặt. Hai chiến sĩ công an dẫn Châu rời nơi xử án trở về nhà giam. 6 giờ chiều hôm sau, Trần Dụ Châu được đưa ra trường bắn trước sự có mặt của đại diện Bộ Tư pháp, nhà công an, cục quân nhu và một số cơ quan khác. Một cán bộ đọc to bức công điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh bác đơn xin giảm tội của Châu. Vụ án Trần Dụ Châu đã lùi vào lịch sử, nhưng tính thời sự, nghiêm minh pháp luật thì vẫn còn nguyên giá trị. Kết quả của vụ việc này còn cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng thanh tra khi được đặt đúng vị trí với những chức năng quyền hạn rõ ràng. Bạn có đánh giá như thế nào về bản án dành cho Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.